Bác nha, hôm nay lên vườn thì bác chào em nha. Hôm nay lên vườn thì có thấy mấy cây cái nụ này này đấy, nụ này, nụ hoa này em chả biết cây gì luôn đấy. Đây khá là nhiều nụ. Dạ vâng, em sẽ nhấc xuống này. Có một gốc nha, hỏng gốc mất rồi các bác ạ. Tại vì cây này em nghĩ nó khá là khó thuần đấy. Đấy. Nhưng mà nó vẫn lên mầm gốc này. Mầm gốc đây này, một mầm. Đấy, mầm gốc này. Còn dề này thì dề rất là to luôn. Nhưng bị thối mất rồi các bác ạ. Bị thối mất rồi. Thành ra cây này chính ra nó rất là khó thuần. Đây nụ hoa đây. Này. Em nghĩ cây này nó khá là khó thuần đấy các bác ạ. Tại vì em chỉ thấy thân nó lên rất là nhiều kỳ. Đây. Ghi lên nó còn chết rồi đây. Đấy. Đấy. Em chả biết nó là cây gì luôn. Em chịu. Đấy. Đấy. Bác nào mà có thời gian chăm thì các bác ơi em cái nha. Đây. Em chả biết nó là cái gì. Em để cả chậu này mới nhiều được này. Thôi để các bác chăm dưới thôi. Đấy. Có nào có nhà ý sưu tầm thì gọi em nhé. Em để cả chậu này là chăm dưới này. Đấy rất là nhiều kỳ luôn này. Đấy rất là nhiều kỳ luôn các bác nhá. Em chả biết nó là cái gì luôn. Hoa thì vẫn chưa thấy nở. Mà thấy nó nụ như này. Và rất là nhiều nụ các bác nhé. Đấy em để các bác chăm dưới đây này. Nụ này. Đấy về là các bác được chơi nụ hoa luôn. Và các bác xem này rất là nhiều kỳ luôn các bác nhé. Có thể mang về các bác có thời gian chăm thì nó sẽ tốt hơn. Tại vì em cũng muốn sưu tầm nhưng em không có thời gian chăm. Thành ra nó chết nó rất là phí. Đấy một người yêu hoa nhưng mà không có thời gian chăm thì em thấy nó chết khá là phí phạm nên là các bác nào có nhà ý sưu tầm thì liên hệ em các bác nhé. Đấy rồi em chào các bác thôi, chúc các bác buổi sáng vui vẻ nhé.